Chào buổi sáng tất cả mọi người. Em sói thì đương nhiên là vẫn đang ngủ. Hôm nay mình để cho em sói ngủ dậy muộn một tí, tại vì là đêm hôm qua thì là em mới ho, với cả em bị ngạt mũi, em không thở được, tại vì em bị sụt xịt ý. Thế nên là mình muốn cho em ấy ngủ dài một tí để em có thời gian để em ấy nghỉ nhiều hơn. Vì khi ốm ấy, càng ngủ được nhiều thì nó sẽ càng gọi là gì nhỉ, nó sẽ nhanh khỏi hơn ấy, mình nghĩ thế. Còn ba sói thì ba sói vừa đi ra ngoài đi tập. Trời hôm nay rất là nắng, nước bể bơi của nhà sói thì rất là trong. Hôm nay sau khi chiều nay về thì ba sói sẽ đậy cái tấm, đậy bể bơi lại. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Còn nắng thì chói chang đây này, mặt trời kìa. Mình đã bắt đầu mặc quần áo mùa hè trong nhà rồi đây này, kể cả đi ra ngoài luôn ấy, chỉ có buổi chiều nếu mà tối mà đi ra ngoài thì mình mặc quần áo kiểu ấm ấm vào ấy, ấm nhưng mà không phải ấm lắm, chỉ cần một cái áo len khoác hoặc là một quần bò, quần dài thì là xong, chứ nó không không lạnh nữa ấy. Đấy, mùa đông bên này chỉ có ngắn ngủi thế thôi, mọi người ai cũng bảo chứ mùa đông bên đấy thoáng một cái mới được có 1-2 tuần mà đã lại hè rồi á. Ừ, hè bên này coi như là 12 tháng thì là 2 tháng mùa đông, còn lại là mùa hè. Đấy, bây giờ thì mình sẽ ngồi uống trà, ăn bánh trái linh tinh. Tại em sói dậy, tại vì mình cũng làm hết việc nhà rồi, bây giờ mới có 7 giờ thôi. Mình vừa cho quần áo vào giặt rồi, để quần áo giặt xong thì sẽ mang ra phơi. Và dựng em sói dậy. Rafi say bye bye. Sói say bye bye. She's not left in the nursery. Say bye, Nana. Papa. Ayo, Papa, get in. Yeah. Let's go. Rafi will say bye. Same goodbye. Sói dậy cái thì nhà sói quyết định là đưa bà nội ra sân bay. Vừa nãy em sói nói bye bye với bà qua cửa kính. Em sói đây. Em nay cháu mặc quần áo mùa hè đây. Ôi ôi, bà cháu phải mang cái xe đẩy nhỏ này của cháu đi, tại vì cốp xe còn để hành lý cho bà, nên là không để vừa cái xe đẩy to của sói. Hey, này sao lại tháo hết cả dép ra đây này hả con? Ba cháu về, ông thì đang đi có việc một tí ở trong này nên là hai mẹ con ngồi đây đợi. Give it to mommy. Chá. 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 Tại sao con lại tháo hết dép của con ra đây? Này. Tự đi dép vào mẹ xem nào. Nhanh. Phần chưa? Nào, nào 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 nào, không ra khỏi đấy được đâu nhá. Anh này nhá, vớ vẩn vừa thôi nhá. Này. Hay là mẹ đẩy đi một tí cho đỡ chán nhá. Mẹ đẩy đi một tí cho đỡ chán nhá. Nhá. Xong việc ở đây thì nhà cháu sẽ đi ăn trưa. Trông em sói này, bây giờ lớn ơi là lớn ấy. Sorry. Hey, why are you smiling? What are you smiling at, Papa? A giga giga bố. Ai cái má đỏ ửng lên, cứ trời nóng là má cháu đỏ, trời lạnh má cháu cũng đỏ. Hâm nấm ta. Cái anh này hâm nấm ta. What's wrong? Do you want mommy pushing you around? Mẹ để em đi loanh quanh nhá, nhưng em phải đi dép vào đó. Nè. Úi giời, đi loanh quanh đây lại được các chú cho cái gì đấy con? Cho bim bim à? Ông nội cháu với ba cháu có sở thích là đi xem xe. Cả nhà như mọi người thấy là đang ở trong showroom xe đây. Ba sói này, ông nội này. Sói ngồi ăn bim bim này. Mẹ đói quá. Có vẻ rất là sung sướng. Chá. Can mommy have one? Chá. Chá for mommy. Chá. Cho mẹ miếng nào. Mẹ tự lấy này. Chá. Look at him done. Sit like a boss. Sit like a boss. Yeah. Nhấm nhấm.
Nhâm nhâm. Thế này lại giống ba thôi, suốt ngày bim bim này. Con cầm lấy, con giữ lấy. Đồ của con là con phải giữ chứ không ai giữ cho con cả nhá. Nghe chưa? Cái chân này, ý cái chân ba, cái gióng chân, ý như cái gióng chân của ba, không khác gì nào cả. Cho mẹ miếng. Cho mommy have one. Can mommy have one? Cha. Cha. Cha for mommy. Quick. À, không cho mẹ à, cái thằng này ăn tham thế. Hử? Thích nhỉ. Thích thế nhỉ. Em sói đến tận cái tuổi này nhé mọi người nhé, mà cái chai nước mà nếu như ra ngoài mà không có nước ép ở nhà tự làm ấy, thì nước hoa quả mua ở ngoài về mình uống đi 2/3 cái chai nước này, sau đấy thì mình pha nước lọc vào cho em ý. Tại vì cái lượng đường ở trong cái nước ở trong chai hoa quả nó rất là nhiều ấy, không tốt cho răng của em bé. Không bao giờ để cho sói uống nước hoa quả mua sẵn mà kiểu uống mà không pha ấy. Rafi, Rafael, bye bye. Bye bye. Nhà sói vừa về đến nhà đây. Hôm nay đi xe thì không hiểu sao cái điều hòa trên xe nó lại không hoạt động. Thế là cả ngày hôm nay coi như là cả ngày, vì lúc đấy nhà sói đi ra ngoài là 8:30-9 giờ, đến tận bây giờ là 4:10 mới về đến nhà. Điều hòa trên xe không hoạt động, trời cực kỳ nóng, cả nhà mệt mà nóng kinh khủng luôn ấy, chỉ muốn đi ra ngoài khỏi xe thôi ấy. Thế nhưng mà ba sói với lại ông nội thì cứ thích đi xem các thứ đấy, nên là hai mẹ con ngồi ấy, rồi hai mẹ con đi mệt ơi là mệt ấy. Bây giờ về đến nhà này mà em sói suốt từ sáng đến giờ là chưa có một cái giấc ngủ nào ấy. Tại vì là ngồi trên xe không có điều hòa thì là em ấy không ngủ được ấy, vì nó nóng mà.
Đấy, thế bây giờ thì vừa về đến nhà đây thì mình vừa pha sữa cho em ấy để đặt em vào phòng cho em ấy ngủ một tí. Nếu không là em ấy sẽ ngủ vào lúc 6 giờ, 6 rưỡi là em lại dậy giữa chừng vào lúc 9 rưỡi, 10 giờ ấy, đại loại thế. Thì là em ấy sẽ không đi ngủ buổi tối đúng giờ như bình thường ấy. Thì chỉ có lại vất vả mẹ cháu thôi. Đấy, đây sỏi đây. Rafi, từ chị chữa đi nụ đi. Tôi đi chưa đi ngủ đêm đi. Này, 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 này. Bây giờ cháu biết rồi nhá. Cháu biết là cháu sờ vào tay mẹ cháu mà mẹ cháu bị đau, mẹ cháu kêu ouch. Cháu cũng bắt chước, cháu cũng ouch. Rafi, 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 Rafi. Holding mommy hand. Hold mommy hand. Quick, quick. This one. Ouch. Ouch. Đây, đây, đây. Đây, đây, đây. Mẹ cháu dạy là ví dụ như ai mà làm đau con thì con nói ouch. Không biết cháu có hiểu không? À, gì. Nhìn em mặc quần áo mùa hè mẹ thích quá. Mẹ phải cất hết những cái quần áo mùa đông này đi. Hôm nay đi thì đến cái chỗ khu gọi là siêu thị người châu Á. Mẹ cháu có mua được cái món này. Đấy là bánh Pavarotti. Như là bánh Pavarotti ở Hà Nội. Vì cái hãng này nó là hãng cái thương hiệu này nó có nhiều cái sang nhượng bản quyền ấy, là để cho mọi người có thể làm đại lý phân phối ấy. Thế nên là ở Hà Nội có một cửa hàng Pavarotti ở ngay chỗ ngã tư Lương Văn Can với Hàng Bông này. Còn ở bên này thì khá là xa nhà sói, nhưng mà hôm nay mẹ sói đã mua được 4 chiếc, trên đường ăn mất một chiếc rồi, còn 3 chiếc để tối ăn. Sữa của em sói đây. Rafi, nào con có đi ngủ không nào? Nào. Này, có nghe mẹ nói gì không? Bye bye. Bye bye. Bye Rafi. Goodbye. Ouch. 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 Vất vẻo thế hả cái anh này? Không biết mệt à? Không biết mệt à? Hả? Không biết mệt à? À vừa mới về. Mẹ cháu nhìn ra cái bể bơi trông thật là thảm hại. Mọi người nhìn kìa, lá nó lại rơi xuống đấy rồi. Sáng nay ba sói quên không đậy cái bể bơi lại. Tí nữa phải ra vớt lá. Nước thì vẫn rất là trong, vẫn rất là sạch. Sói nhở? Buồn quá trôi. Buồn quá trôi trôi trôi. Ngồi vắt vẻo cái gì ở đây đấy? Ra đây với mẹ nhanh lên. Nhanh. Nhanh. Khóc phi lực, lực. Nghe thì tiếng ba. Nghe tiếng ba. Úi, nghe thì tiếng ba là phải chạy ngay. Chạy ngay ra với ba. Say daddy. Daddy đi. A do do do. A đi đi đi. Pim pim. Paparotti. Pim pim. Pim pim. Hôm nay thì em không có mũi xanh thò lò nữa rồi. Con nhờ. Em đỡ rồi. Sức đề kháng của em tốt lắm, chỉ có 2 ngày như thế là xong thôi. Ngon không? Nhầm nhầm. Hey. Nhầm nhầm. Đứng đằng sau cái xe. Tự con làm đấy nhá, tự con làm, tự con ngã nhá. Đẩy cái ngăn tủ này vào cho mẹ nào. Thôi cứ để cho em chơi với mẹ. Thôi cứ để cho em chơi mệt đi. Sau đấy thì lúc nào buồn ngủ thì chạy đến với mẹ, mẹ đưa sữa cho Tuti ngủ nhá. Cẩn thận con. Nhá, đồng ý không? Bye. Bye bye. Đi đường bây giờ gặp ai cũng bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Chơi không biết chán à con? Mẹ chán lắm rồi. Mẹ muốn đi ngủ lắm rồi. Không biết chán à? Hả? Tai nạn à? Xe bị tai nạn à hả anh? Gọi cấp cứu nào. Chạy ra ba cho miếng bánh. Another bite, Dad. Please. Say please. Rafi, say please. Ta.
Good boy, cha. Cha. Cha cha cha. Mẹ lại sắp chuẩn bị mua sắm đồ mùa hè cho em rồi. Mua thêm áo phông mùa hè cho em nhỉ? Mẹ cháu mệt quá rồi. Trưa nay đấy nhà sói tạt vào cái chỗ nhà hàng Thái để ăn trưa. Thì gọi đồ ra thì không nghĩ là cái suất nó lại lớn như thế. Chẳng ai ăn hết suất của mình cả. Tức là mình bảo ba sói là thôi đừng ăn nữa để gọi người ta mang hộp ra để mang về. Thì ba sói lại bảo thôi mang về làm gì. Mang về đến tối cho vào lò vi sóng xong nó lại nóng, nó lại cháy cháy ăn nó lại không ngon ấy. Thế nên là cả nhà lại thôi cố ngồi. Mình cố ngồi ăn hết suất của mình. Ba sói ngồi cố ăn được khoảng độ 2/3. Còn ông nội thì ăn hết sạch sẽ. Thế nên là bây giờ cả nhà rất là no. Mẹ cháu gọi là không có tâm trạng gì để nghĩ là tối nay sẽ ăn gì nữa. Còn em sói thì trưa nay ăn một cái bánh paparotti đấy này. Với lại là... Em nghe mẹ nói paparotti. Paparotti đấy này. Paparotti. Cháu đang chơi bên cạnh mẹ cháu đây này. Với lại ăn cơm này. Tại vì là ba sói ăn curry thì có cơm ấy. Thế nên là sói được ăn tí cơm đấy này. Bánh trái này, ăn chuối này. Ăn vanilla custard này. Đấy, ăn loạn hết cả lên nhưng mà không có sữa. Tại vì là mẹ cháu nghĩ là sáng nay chỉ đưa bà ra sân bay, xong rồi đi mua sắm cái gì đấy xong rồi về. Không nghĩ là hôm nay ba sói với ông lại muốn đi xem xe. Thế nên là tối nay thì mẹ cháu chưa nghĩ ra là để ăn cái gì cả. Còn em sói lát nữa thì tu tí sữa em ấy đi ngủ thì cũng no căng bụng luôn ấy. Còn tối nay mà em ấy dậy thì mình sẽ cho em ấy ăn đồ ăn sẵn. Vì nếu mà mình không nấu thì mình sẽ cho em ăn đồ ăn sẵn. Còn nếu mà mình nấu thì em ấy sẽ ăn đồ ăn như ba mẹ ăn. Thôi mẹ cháu nằm đây nghỉ một tí đây. Xong rồi đến lúc nào mà nấu nướng hay là làm gì buổi tối nay thì mẹ cháu lại vlog và chia sẻ với mọi người nhá. Ơ, con làm cái gì đấy? Hả? Sao con lại đeo lên cái đấy vào cổ? Nào, để yên để cho mẹ nằm nghỉ ngơi nào. Sao cứ phải sán đến mẹ thế nhở? Nằm với con mệt mỏi lắm con ạ. Con cứ lăn chỗ này, con lại lộn chỗ kia đấy thấy chưa? Này, này, này. Lại con vỗ vào bụng mẹ, vỗ vào bụng mẹ. Mẹ vỗ lại, vỗ lại, vỗ lại, vỗ lại, vỗ lại, vỗ lại. Xấu tính. Vỗ vào bụng tôi không để tôi nghỉ ngơi à? Hả các anh này? Xấu tính. Xấu tính thế. Đúng rồi, nằm dưới đất đi. Nằm đấy nghỉ đi. Mẹ nằm ở trên này. Bye, night night. Bé ngủ ngon, night night. Night night Rafi. Night night. Night night Rafi. Good night. Good night papa. Come on. Row 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 your boat gently. Stand up. Stand up. Đứng dậy, nào con đứng dậy. Đứng dậy, 1, 2, 3. Row, row, row your boat gently down the stream. If you see a crocodile, don't forget to scream. Row, row. Nào đứng dậy, come on. Row, row, row your boat gently down the stream. If you feel, if you see a crocodile. Chóng mặt, chóng mặt, chóng mặt, chóng mặt. Nào nữa nào, nào. Row, row, row your boat. Oh. Bây giờ lại thích cái chơi cái trò kiểu xoay xoay đấy hả con? Chạy, chạy theo Rosanna. Quick, 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 quick. Get Rosanna, quick, 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 quick. Get her, get her. Get her. Row, row, row your boat gently down the stream. If you see a crocodile, don't forget to scream. Rosanna going to get you. Rosanna going to get you. Này mẹ cho cái này này. Blueberry. 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 Con nói thế nào? Blueberry.
Ăn tối nhanh nhanh để con đi tắm nào con. Muộn rồi. Blueberry. Không ăn blueberry thì thôi, để ba ra ba còn ăn chứ. Sao con lại dập nó như thế? Ấy 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 ấy. Nhai cho đàng hoàng. Đưa cho mẹ. Chá. Chá for mommy. Chá. Chá. Thank you. Chá for mommy. Chá. More. Chá. Thank you. Germany. I think it's Berlin. Chá. I'm not sure. You should ask him. Oh, thank you. Ăn một miếng. Tích cực nhạt nhạnh thì nó ăn tối nhanh còn chưa. Thank you. Chá. Chá. Nào mẹ chỉ cho sói cho này. Để vào trong cái này. Đấy, con nhặt con để hết vào trong đấy. Xong rồi con đưa cho mẹ. Nhá. Chá. Chá chá chá. Đúng rồi. Thích nhặt nhạnh thế à con? Lại có một tí nước mũi rồi à? Chá. Cả ngày hôm nay không có tí nước mũi nào em nhỉ? Thế mà bây giờ lại có tí nước mũi là thế nào? Tích cóp cả ngày à con? Chá. Nào nốt đi. Nhanh, khẩn trương, khẩn trương, khẩn trương. Good boy. Em sói tắm xong rồi, mình cũng đã pha sữa rồi. Bây giờ mình sẽ cho em sói đi ngủ và sẽ dừng vlog ngày hôm nay ở đây. Cả ngày hôm nay đi ra ngoài mình không có một cái lúc nào để nằm chợp mắt để ngủ nghỉ cả. Về đến nhà cứ nghĩ là chơi một lúc xong thì em sói sẽ lăn quay ra ngủ. Tại vì trưa em không ngủ ý, thì cuối cùng là em cũng không ngủ nên là mình thức cả ngày với em ý. Nên là hôm nay mình mệt lắm ý. Phải cho em đi ngủ sớm để mình có thời gian để ngủ sớm nữa. Sáng sớm mai thì ông nội muốn đi cái chợ ở trên cái chỗ núi Tambourine mà đợt trước nhà sói đi ý. Nên là sáng sớm mai nhà sói sẽ phải dậy rất là sớm. Không biết là từ bây giờ đến sáng mai thì ông nội có thay đổi kế hoạch không. Nhưng mà kế hoạch thì là như thế. Đấy, thế nên là nhất định là mình phải ngủ sớm. Và dừng vlog ở đây thì mình có thời gian để mà ngồi dựng vlog và đăng tải lên để chia sẻ với mọi người kịp thời gian đấy chứ. Các bạn mới xem vlog của nhà sói thì nhớ vào trong kênh của mình và xem toàn bộ những cái vlog mà mình đã thực hiện từ trước đến nay cho đến hiện tại. Tức là xem tất cả những cái vlog mà các bạn chưa xem ấy, từ cái ngày mình sinh em sói cho đến bây giờ thì các bạn sẽ biết được rất nhiều về nhà sói. Và mình nhắc lại một lần nữa là mình sẽ không trả lời bất cứ một câu hỏi gì liên quan đến những gì mà mình đã chia sẻ ở trong các cái vlog mà mình đã làm rồi. Thế nên là nếu như các bạn không thấy mình trả lời ở trên YouTube thì tức là
những cái mà các bạn hỏi đấy mình đã chia sẻ ở các vlog trước rồi, nên các bạn phải tìm vlog để xem. Không phải tìm đâu mà các bạn hãy vào trong kênh của mình, sau đấy thì các bạn vào chuyên mục vlog thì các bạn sẽ nhìn thấy rất là nhiều vlog, và các bạn xem từ dưới lên trên, thì tức là sắp xếp theo thứ tự là những vlog mà đã làm từ trước đây rồi ý. Rất là lần lượt từng ngày một, thì sẽ là vlog đầu tiên sẽ là ở phía dưới cuối cùng, sau đấy thì lên chân dần lên chân dần, thì là đến cái vlog hiện tại này thì là vlog mới nhất đấy, đại loại là như thế. Thì các bạn hãy xem là những cái nào mà các bạn chưa xem thì các bạn xem để biết thêm được hơn về nhà sói, cũng như là đấy là cái sự ủng hộ cực kỳ thiết thực của các bạn đối với kênh của mình cũng như là đối với gia đình sói. Và các bạn nhớ là sau khi xem vlog của nhà sói thì để lại comment chia sẻ với nhà sói niềm vui trong ngày của các bạn, cũng như là chia sẻ vlog của nhà sói trên trang cá nhân của các bạn nữa. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn rất là nhiều, và nhà sói sẽ tiếp tục gặp lại mọi người ở vlog tiếp theo. Bye bye. Để xem sói có nói bye bye không nào. Bye sói ơi. Bye Raffi. Bye. 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 Bye.